Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cầu Vồng Review của mình. Trước khi đến với bộ truyện siêu bánh cuốn ngày hôm nay, các bạn đừng quên ủng hộ mình một like và một subscribe nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Giờ mình cùng vào chuyện luôn nào. Cô là Lâm Vi Hạ, thiếu nữ học bá cao lãnh xinh đẹp, nhưng gia cảnh nghèo khó. Còn anh là thiếu gia nhà giàu đẹp trai kiêu ngạo hot boy trùm trường Ban Thị. Hồi nhỏ cô có vết bất hình bươm bướm trên mắt trái, đã cứu mạng anh, không ngờ trưởng thành họ vẫn có thể gặp lại nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người họ? Các bạn cùng đón xem diễn biến bộ truyện Thanh Xuân Vườn Trường siêu bánh cuốn này nha. Hôm đó trời rất lạnh, mùi máu tanh hòa lẫn trong bóng đêm, khiến cậu bé không dám thở mạnh, cảnh mẹ cậu bị hãm hại cứ thế hiện lên trong đầu. Cậu bé cảm thấy mình như đang rơi xuống vực sâu không đáy, cậu không thể nào thoát khỏi sự dày vò này. Đúng vào lúc cậu sắp bị bóng tối nuốt chửng thì nhìn thấy một tia sáng yếu ớt. Cô bé mang theo ánh mặt trời xinh đẹp ấm áp, đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn về phía cậu. Cô lấy một viên kẹo trong túi ra đặt vào lòng bàn tay cậu, nói: "Mặt trời luôn công bằng và nhân từ, chỉ là có lúc sẽ quên đi tìm những người lương thiện. Mẹ mình nói cuộc sống giống như kẹo ô mai, chua trước rồi mới ngọt nuốt xuống thì sẽ ổn thôi." Nghe vậy trong lòng cậu bé mới nhen nhóm ý chí tiếp tục sống. Cô bé quay người định bỏ đi, cậu vội hỏi: "Tên cậu là gì vậy?" Cô cười giơ tay, bí mật có duyên sẽ gặp lại. Chớp mắt mấy năm trôi qua, tới khi họ học cấp 3, thầy chủ nhiệm đổ mồ hôi cầm tờ giấy: "Thành tích học tập của em toàn điểm A, dù mấy môn tự nhiên hơi yếu, nhưng điểm tổng vẫn nằm top đầu. Năm ngoái còn được giải nhất cuộc thi viết văn, thầy rất mong đợi sau khi em chuyển trường vẫn giữ phong độ." Cô là Lâm Vi, 17 tuổi, học sinh chuyển trường. Cô lễ phép đưa cho thầy khăn lau mồ hôi: "Em cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng." Thầy giáo cười tươi nhận tờ giấy thấm mồ hôi trên trán: "Thầy nhớ trước kia trường cấp 3 Thâm Quyến mời em tới, lúc đó em còn từ chối, lần này em đến rồi, nói thật thầy cũng khá bất ngờ." Cô cụp mắt khẽ đáp: "Vâng, giờ em có lý do muốn đến ạ." Tại lớp 11A3, trong lớp khung cảnh đang nhốn nháo như cái chợ, mấy cậu học sinh bàn cuối cầm chổi đùa nhau, cười nói. Thầy Lưu bước vào cầm thước gõ lên bàn: "Trật tự lớp chúng ta hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển đến, cũng chính là đại biểu môn ngữ văn mới. Cả lớp cùng chào đón bạn ấy nhé, nào em giới thiệu tên cho các bạn đi nào." Cô đứng trên bục giảng mỉm cười chào các bạn: "Mình là Lâm Vi Hạ, sau này mong được quan tâm nhiều hơn." Trong bầu không khí lạ ngắt bỗng có vài tiếng xì xào: "Nhìn mặt cũng đáng yêu đấy, tạm được thôi, ra đẹp phết, vừa mới tới đã làm đại biểu môn ngữ văn. Xem ra thành tích cũng không tồi nhỉ, ăn mặc sơ sài thế chắc là học lớp F." Mặc cho mọi người xì xầm bàn tán, cô có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều. Cô quay sang hỏi thầy: "Thầy ơi, em ngồi ở đâu ạ?" Thầy Lưu trìu mến trả lời: "Em có thể ngồi chỗ nào trống, đến lúc đó sẽ đổi chỗ sau." Ninh Triều nhanh nhẹn giơ tay: "Ngồi chỗ mình này, bên cạnh mình trống." Cô bước xuống quyết định ngồi bên cạnh cậu bạn học này. Vài giây sau cô lại nghe thấy có tiếng xì xầm bàn tán: "Không phải chứ, chưa thấy đứa con gái nào ngồi bên cạnh cậu ta cả, hôm nay Ban Thịnh không tới tiếc quá." Cô ngoảnh đầu nhìn chiếc bàn học bên cạnh, quyển vở trên bàn viết chữ Ban Thịnh, đây là người họ vừa nhắc tới hả? Cô vừa ngồi vào bàn, Ninh Triều nhiệt tình chào hỏi giới thiệu với cô: "Hai bạn tớ tên là Ninh Triều." Cô bình thản đáp: "Mình tên là Lâm Vi Hạ, cậu cũng được trường cấp 3 Thâm Quyến mời tới giống mình à?" Ninh Triều nghe vậy nở nụ cười châm chọc: "Cậu không biết à, trường cấp 3 Thâm Quyến muốn duy trì danh tiếng, nên năm nào cũng chiêu sinh rất nhiều học sinh khó khăn về, gọi là học sinh lớp F như mình chẳng hạn, ngoài ra còn có lớp A, sau này cậu sẽ hiểu được hai cấp độ này khác biệt đến mức nào." Cô gật đầu ngẫm nghĩ: "Thế à?" Tan học cô một mình tới nhà vệ sinh, định đẩy cửa vào thì nghe thấy mấy bạn nữ kêu ca: "Đáng ghét ghê, hôm nay Ban Thịnh lại không đến, phí công mắc cúp rồi mình còn phải trốn tiết đấy." Liễu Tư Gia cười khẩy vặn nắp thỏi son, vừa tô vừa cảm thán: "Trong mắt cậu ấy chỉ có bóng rổ và thiên văn, có thể có cậu à?" Cô bạn bên cạnh tiếp lời: "Hay là cậu lên tháp thiên văn chặn đường cậu ấy đi, dù sao tháp thiên văn của trường chỉ có mình cậu ấy, chẳng có ai vào được, đến lúc đó cậu cởi đồ ra." Họ bắt đầu nhốn nháo tiếng cười nói vui vẻ: "Hai ơi bớt ăn nói xà lơ lại, ha ha mình nói sai à?" Cô mở cửa ra, Liễu Tư Gia bất ngờ gọi: "Vi Hạ, tớ còn tưởng cậu bảo tới trường cấp 3 Thâm Quyến là nói đùa chứ." Cô dừng bước đứng trước cửa mỉm cười nhìn Liễu Tư Gia. Hai người họ đến một hành lang rộng rãi, Liễu Tư Gia đứng đó hít thở bầu không khí trong lành: "Không ngờ lại được gặp cậu ở đây, điểm thi viết của cậu cao phết, chỉ kém người giỏi nhất trường có 2 điểm. Cô tò mò quay sang hỏi: "Là ai vậy?" Nhắc tới người này, giọng nói Liễu Tư Gia cũng trở nên rất nhạy cảm: "Là Ban Thịnh." Cô hỏi lại: "Là Đài Thiên Văn hả?" Liễu Tư Gia bật cười: "Đúng vậy, lúc ở nhà vệ sinh cậu nghe thấy mấy cô bạn đó nói rồi chứ, Đài Thiên Văn ở trường là của cậu ta đấy, vì nhà cậu ta tặng trường hẳn 2 tòa nhà thí nghiệm, người như cậu ta ai mà chẳng mê." Liễu Tư bàn. Cô ngây người không hiểu kiểu gì, ngẩng đầu nhìn thấy một nam sinh mặc áo hô ô đai trắng, đang đỡ một nam sinh gầy gò ra ngoài. Nam sinh cao lớn cất giọng nói: "Tôi bồi thường đồ đạc bị hỏng." Cô cầm chứng minh thư lên xem, nam sinh tóc tai hơi rối, trán rất cao, môi mỏng mũi cao, ít người chụp ảnh chứng minh thư mà vẫn đẹp thế này. Ánh mắt cô dừng lại trên dòng chữ: "Họ tên Ban Thịnh, hóa ra là cái người chưa nộp bài tập, giờ cậu ta không phải đang ở cùng với Liễu Tư Gia sao?" Cô ngẫm nghĩ một lát rồi đội mưa chạy ra ngoài,
chạy vào một con phố nhỏ thì thấy cảnh nam sinh yếu đuối quỳ dưới đất, mặt mũi trắng bệch ôm chân anh chàng áo trắng, cầu xin đừng đánh tôi, cầu xin anh. Anh trên tay cầm điếu thuốc lạnh lùng phun mấy chữ, giờ cầu xin cũng muộn rồi đánh đi. Cô chạy tới ngập ngừng lên tiếng ban thịnh, anh trùm mũ che nửa gương mặt lộ ra chiếc cằm hơi nhọn. Anh ngoảnh lại nhìn thì thấy một cô gái có vết bớt hình bươm bướm dưới mắt, anh bỗng nhớ tới cô bé hồi nhỏ cũng có vết bớt y như vậy. Anh chắc chắn cô chính là cô ấy, anh ngẩn người ngây ra mất mấy giây mới phản ứng. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, cô nhẹ nhàng lên tiếng, cậu ta sắp bị cậu Tần hỏng củ tỏi rồi, anh vẫn còn ngậm điếu thuốc cười nhạt. Anh cầm cây gậy giấu trong góc tường lên, nam sinh yếu đuối lập tức lùi lại tiếc là không có chỗ lui, anh lạnh lùng nói, có người xin giúp mày rồi, có phải tao nên cho mày chút thể diện không hả? Rồi anh cầm gậy giữ vào mặt cậu ta cười khẽ, nhẹ nhàng lên tiếng, cho mày thể diện là đánh mày tiếp. Thấy anh định tiếp tục đánh người cô đành kéo áo anh, ánh mắt bình tĩnh tức giận hỏi, sao cậu lại gây gổ ở đây hả? Thanh niên bên cạnh không vui lên tiếng, cô nói linh tinh gì thế, cái gì mà gây gổ, rõ ràng anh Ban Thịnh đang. Thanh niên còn chưa nói xong Ban Thịnh bèn giơ tay ra hiệu bảo không cần giải thích. Anh bèn ném cái gậy đi, nam sinh yếu đuối dán sát vào góc tường sợ suýt tè ra quần. Anh nhìn cậu ta chầm 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 chậm phun ra hai chữ, cút đi. Nam sinh yếu đuối nhân cơ hội bỏ chạy tóe khói, cảm ơn Thịnh ca tôi cút ngay đây. Cô thấy anh vẫn đang hút thuốc bèn hỏi, cậu đã hẹn Tư ra đi nộp bài tập cơ mà, sao giờ lại ở đây? Anh dập tắt điếu thuốc nhếch mí mắt nhìn lại cô, cơ mặt co giật chậm chậm nói như đang cân nhắc, tôi không quá thích người chủ động, nhưng nếu người như cậu mà theo đuổi, chưa biết chừng tôi lại nhìn chúng. Cô nghe vậy cảnh giác lùi lại phía sau, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Cô rút điện thoại ra nhìn màn hình hiển thị tin nhắn của Liễu Tư gia, tớ ở công viên gần nhà cậu ấy đợi hơn 2 tiếng mà không thấy ai, còn bị mất ví trời tối quá sắp có bão rồi. Cô vội soạn tin nhắn an ủi bạn, cậu đừng lo gửi địa chỉ cho mình tới đón cậu. Rồi cô quay người bỏ đi anh nhìn theo bóng lưng cô mãi. Một lát sau mới phản ứng lại, thanh niên bên cạnh bước tới nhắc anh, bão đến rồi anh xem chúng ta. Lúc này Ban Thịnh mới thu ánh mắt lại vỗ gáy anh chàng một phát, nói hoảng loạn đi thôi, anh thở dài Lâm Vi Hạ cô ấy quả nhiên không nhận ra mình. 30 phút sau cô tới nơi, thấy một mình cô gái đang ngồi khóc nức nở, hai cánh tay lạnh ngắt. Cô bèn khoác áo cho Liễu Tư gia nói xin lỗi, hơi tắc đường nên tớ tới muộn. Liễu Tư gia lập tức nhào vào lòng cô khóc nức nở, cảm ơn cậu, cô hơi đứng hình nhưng rồi cũng thả lỏng xoa xoa đầu cô bạn. Lần sau không thấy người ta thì phải về luôn. Mưa nhỏ dần họ che ô đi về, Liễu Tư gia ngập ngừng nói, Vi Hạ chuyện hôm nay, cô lập tức đáp giọng nói dịu dàng, yên tâm mình sẽ không nói với ai, Liễu Tư gia thở phào cảm ơn cậu. Họ đi đến một cửa hàng tiện lợi, Liễu Tư gia chạy vào mua đồ. Cô bạn hỏi chủ quán chú có thuốc lá hoàng hạc lâu không ạ? Ông chú lắc đầu bán hết rồi có loại khác đấy mua không? Liễu Tư gia tỏ vẻ khá thất vọng nhưng anh ấy thích loại này. Cô đứng sau hơi cau mày, nếu cô nhớ không nhầm, điếu thuốc Ban Thịnh hút thì ở trong ngõ chính là Hoàng Hạc Lâu, người như Ban Thịnh đáng được yêu thích sao? Ngày hôm sau vào giờ nghỉ giải lao, cô và Phương Mạt đi lấy nước nóng, mấy nữ sinh nhìn thấy mặt cô là lạ, cũng khá xinh xắn nên quyết định hỏi xem cô ở lớp nào. Cô gái tóc nâu đỏ đặt tay lên vai cô, chào bạn cho hỏi. Cô từ ngoảnh lại, cô gái nhìn kỹ mặt cô tỏ vẻ khá ngạc nhiên, ánh mắt liếc qua chiếc nơ đeo trước ngực cô, thì lập tức bình tĩnh lại nhíu mày, cậu là học sinh cấp F à? Cô gái tóc nâu đỏ tỏ vẻ không vui xì một cái, rồi lấy giấy lau bàn tay vừa mới bị dính bẩn. Cô ta bỏ đi với người bạn đứng bên cạnh, hai cô gái đằng sau ngoảnh lại liếc cô một cái thì thầm đánh giá, ánh mắt vừa có chút thích thú vừa mang một chút khinh miệt, mặt thì xinh tiếc là cấp F, nhìn kỹ là thấy trên người cô ta hiện rõ mùi nghèo ha ha. Phương Mạt cũng không thích đám học sinh cấp A, quay sang bảo cô kệ đi bọn họ toàn như thế, cô bạn vừa đi vừa tự giới thiệu, tớ là người ngồi bên cạnh cậu, tớ tên, cô bạn còn chưa nói hết câu cô đã bật ra hai chữ, Phương Mạt. Thấy cô biết tên mình Phương Mạt hớn hở, cậu biết tên của mình à, vui quá. Cô nghiêm túc thắc mắc hỏi, vừa rồi tại sao họ lại nói mình cấp F vậy? Phương Mạt giải thích, vì màu sắc của chiếc nơ bướm đó, học sinh cấp A màu đỏ, chúng ta là học sinh cấp F nên có màu xanh. Cô bèn nhìn xuống chiếc nơ bướm, điểm khác nhau của hai cấp này là gì vậy? Cô bạn tiếp tục giải thích, học sinh cấp A nhà giàu có điều kiện học tập tốt, từ nhỏ đã là nhân tài trong lĩnh vực sở trường, còn học sinh cấp F nhiều thể loại tạp nham thành tích đội sổ, hoặc là nhà nghèo được mời từ trường khác tới. Phương Mạt không nhịn được thở dài, học sinh cấp A cao cao tại thượng, lúc nào cũng khinh thường học sinh cấp F, cũng không thèm nói chuyện với học sinh cấp F, mọi người sinh ra đã không cùng đẳng cấp, chỉ cần đụng mặt nhau ở trong trường đều phải tránh đi cho lành. Liễu Tư gia từ phía sau bất ngờ gọi một tiếng Vi Hạ, rồi chạy tới ôm chầm cánh tay cô, mình tìm cậu mãi chúng ta cùng tới căng tin ăn đi. Tại căng tin trường, Liễu Tư gia lấy mấy hộp cơm mở ra bày lên bàn, có miếng bít tết nhỏ dày cộp, sườn kho tàu rau xào thập cẩm màu sắc tươi ngon, vừa tinh tế vừa tỉ mỉ. Liễu Tư gia thấy cô chần chừ mãi không động đũa liền nói, đây đều là dì nhà mình nấu đấy, dì nấu ăn ngon lắm, hay là cậu muốn ăn gì thì bảo mình. Cô cảm ơn rồi đưa cho Liễu Tư gia một cốc nước chanh muối, đây là trà không đường hợp khẩu vị của cậu,
còn cốc kia của mình là 50% đường. Nam sinh ngồi bên cạnh thấy thế tấm tắc khen, hai bạn gái kia xinh thế, nhưng là học sinh cấp F mà, sao Liễu Tư Gia lại ngồi ăn với học sinh cấp F vậy? Liễu Tư Gia vui vẻ nhận cốc chanh muối, cảm ơn Hạ Hạ mình đang giảm béo. Đúng lúc này Ban Thịnh cũng bước vào căn tin, thanh niên đi sau tỏ vẻ giận dữ. Thằng đeo kính đó hãm vãi, nó lừa lão thái thái bao nhiêu tiền rồi, anh đánh nhẹ nó có 2 cái, nó còn vác mặt đi rêu rao anh đánh nó tới mức nhập viện. Ban Thịnh ngắt lời, được rồi, đừng bô bô chuyện này ra ngoài. Khư Minh Hoa ấm ức không hiểu, tại sao, dựa vào đâu mà chỉ một mình anh mang tiếng bị chửi. Liễu Tư Gia thấy Ban Thịnh đến vô cùng kích động khẽ gọi cô, là cậu ấy đến ăn cơm kìa, cô lập tức ngoảnh lại nhìn ai thế, cô bạn trả lời là Ban Thịnh ngồi sau cậu cách 2 ghế đấy. Liễu Tư Gia đứng dậy cầm cốc nước của cô, Hạ Hạ mình đổi cốc của mình lấy cốc của cậu nhé, Ban Thịnh thích uống ngọt mình cho cậu ấy cốc 50% đường, nhân tiện hỏi cậu ấy vụ bùng hẹn. Liễu Tư Gia bước thẳng về phía Ban Thịnh, cô bạn mạnh dạn đưa chanh muối cho anh, không biết nói gì cho phải, cô ngồi ngay đối diện họ, liếc mắt nhìn, thấy Ban Thịnh lạnh lùng boy đang cau mày xem điện thoại. Lúc quay lại chỗ Liễu Tư Gia hớn hở cười nói, trên bàn cậu ấy rõ ràng có coca rồi, vậy mà còn nhận nước của mình he he vui quá. Cô vừa gấp thức ăn vừa hỏi, vậy việc tối hôm đó cậu ta nói như thế nào? Liễu Tư Gia vui vẻ trả lời, cậu ấy nói có lỗi có nói khá bất ngờ, cậu ấy nhận nước của mình rồi, mình cũng miễn cưỡng tha thứ cho cậu ấy vậy. Cô nghi hoặc liếc nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh lúc này lắc lấy ly nước rồi uống. Cô quay lại tiếp tục ăn, thầm nghĩ cậu ta cố ý. Sau giờ giải lao, cô và Phương Mạt về lớp học nghe thấy tiếng ồn ào chí chóe. Một nữ sinh hỏi mượn bạn học cùng bàn thỏi son dưỡng, tớ phải đi trang điểm lại đây hi hi. Phương Mạt khẽ nói, bảo sao họ vui thế, hóa ra là nay Ban Thịnh đi học. Cô ngẩng đầu nhìn một cái, thấy Ban Thịnh đang ngồi dựa vào ghế rất đẹp trai, chiếc áo khoác ngoài choàng lên bờ vai dài rộng, không khó nhận ra dưới chiếc áo khoác buông thõng là thân hình vững chắc, tay anh cầm một chiếc bật lửa. Nam sinh bàn trên quay xuống hỏi, cậu có xem trận bóng tối qua không? Số 13 lùi lại nhảy lên úp rổ, tớ phải khui bia ăn mừng đấy. Ban Thịnh khẽ ừ một tiếng, lúc này cô đi lướt qua anh liếc mắt nhìn. Phương Mạt vừa nộp bài tập ngữ văn cho cô vừa vép xét, Ban Thịnh ra thế khủng, thành tích tốt, toàn được điểm tối đa môn vật lý, trừ khoản tính nét hơi lạnh lùng con gái đều thích cậu ấy, vừa đẹp trai vừa thông minh, cậu thấy bông hoa bách hợp đen ở cổ chân cậu ấy chưa? Người ta đồn là xăm vì cô gái cậu ấy thích đấy, đến quy định của nhà trường cũng không cản được cậu ấy. Cô đang ngẫm nghĩ thì Phương Mạt lại bảo, nhưng người ưu tú như cậu ta chắc chỉ thích học sinh cấp A. Bỗng nhiên một quyển vở màu xanh bay tới rơi bụp lên mặt bàn. Cô ngẩng đầu nhìn là anh, người đang đứng trước mặt cô. Hai tay anh đút túi quần nhìn thẳng vào mắt cô, nộp bài lần sau đổi người đi. Từ lúc anh xuất hiện, bầu không khí nhốn nháo biến mất, rất nhiều bạn bè xung quanh chú ý, mọi người nháo nhào bàn tán. Ban Thịnh vậy mà chủ động nói chuyện với nữ sinh, còn là nữ sinh ép mời đến nữa chứ, mà cậu ấy bảo đổi người là sao? Cô cúi đầu thu dọn quyển vở bài tập màu xanh trên bàn, tự nhiên cô sững người, giọng y hệt như tối hôm đó đe dọa mình cậu ta hãm thật. Nửa tiếng sau loa phát thanh vang lên, yêu cầu tất cả học sinh tập trung ở sân bóng tham gia lễ khai giảng học kỳ mới, hội học sinh sẽ kiểm tra đồng phục đột xuất. Các học sinh vội vàng chạy ra khỏi lớp, cầu thang náo loạn như cái chợ. Phương Mạt ngoảnh lại nhìn cô tròn mắt hỏi, Vi Hạ bảng tên của cậu đâu? Cô nhìn xuống trước ngực giật mình, bảng tên của mình đâu? Cô bèn xua tay cậu xuống sân trước đi, tớ quay lại tìm. Cô chạy dọc hành lang vừa cúi đầu vừa tìm nhưng không tìm thấy, lo lắng toát mồ hôi, cô đang ở góc hành lang tầng 3 tìm rất miệt mài, thì bất chợt thấy xuất hiện một bóng đen. Mắt cô thuận theo hướng nhìn từ dưới chân lên, chiếc quần mềm mại ôm lấy đôi chân dài, Ban Thịnh cũng mặc đồng phục giống cô, nhưng lại tỏa ra khí chất đặc biệt. Anh nhìn cô rồi chìa tay ra đưa bảng tên cho cô thở phào, cảm ơn cậu đã nhặt được bảng tên của tớ. Anh bước lên 2 bước, ánh mặt trời trên hành lang chiếu qua cổ anh, không phải tôi nhặt là cái mới. Cô ngẩn người đơ ngang. Anh nhếch môi cười rồi xòe 3 ngón tay ra, nhớ trả tôi 12 tệ nhé. Rồi anh đứng thẳng lại đút tay vào túi quần đi lướt qua vai cô. Cô ngoảnh lại nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại giúp mình. Học sinh tập trung dưới sân bóng, Phương Mạt ngoảnh lại nhìn cô mấy lần. Vi Hạ, cậu thấy bảng tên chưa? Lát nữa hội học sinh sẽ kiểm tra đấy, cậu không được để tóc xõa bù xù. Vừa nói dứt lời thì một giọng nói vừa cao vừa to từ phía trước đập vào tai. Cô ngước mắt nhìn thấy 3 người bước tới. Cô gái tóc đỏ này tên là Lý Nhiên, là người đứng đầu hội học sinh. Bộ dạng hung hăng, chị đại lên tiếng, chưa học nội quy trường à, trong vòng 1 phút cậu phải chỉnh đầu tóc gọn gàng lại ngay. Cô không hề khuất phục đáp, xin lỗi không tiện, lúc trước khi nhập học tôi đã nói với giáo viên vấn đề của mình rồi. Lý Nhiên không ngờ cô sẽ phản kháng, khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nói, ô giờ học sinh cấp F ngang ngược vậy à, đến hội học sinh cũng không quản nổi cậu hà. Nói rồi Lý Nhiên tiến lại gần cả khịa, hay là cậu nghèo đến mức đến cái buộc tóc cũng cần tôi tài trợ hà. Mọi người bật cười ha hả, đã nghèo lại còn mặt dày, đại biểu ưu tú của học sinh cấp F luôn. Đúng thật là không biết xấu hổ à nha. Cô nhấn mạnh lần nữa, tôi nói rồi, tôi đã báo với giáo viên, cậu có thể đi hỏi. Lý Nhiên không nhịn được tức giận quát lên,
Đã học ở đây thì phải tuân theo quy định của trường học này. Hôm nay cho dù bất cứ giá nào cậu cũng phải buộc tóc lên. Nói rồi cô ta vung tay lên định túm tóc cô. Đột nhiên bị người khác ngăn lại, Lý Nhiên bực bội mạnh tay hất ra, ai dám nhảy vào lo chuyện bao đồng vậy? Khi thấy Liễu Tư Gia, cô ta vô cùng kinh ngạc, sao cô ấy lại giúp con Đỗ nghèo khỉ này? Liễu Tư Gia nhìn cô ta giọng rất từ tốn, nhưng lại có tác dụng đe dọa, Lý Nhiên đủ rồi đấy, đừng lấy việc công để trả thù tư. Lý Nhiên tức không chịu được, Liễu Tư Gia cô ta có quan hệ gì với cậu, sao cậu lại nói giúp cô ta? Liễu Tư Gia nhớ lại hôm mưa bão cuối tuần trước, cảm nhận được sự quan tâm vô bờ của cô. Liễu Tư Gia khoác tay cô nghiêm túc nói, cô ấy là bạn tôi. Lý Nghiêm bực bội bỏ đi, chỉ là một đứa học sinh cấp S thôi có gì ghê gớm chứ, mọi người cũng thấy học sinh cấp S mới tới có vẻ ghê gớm bắt đầu bàn tán, Liễu Tư Gia chơi với học sinh lớp S đúng là mất giá mà. Cô nhìn Liễu Tư Gia trong lòng rất vui, cuối cùng cô cũng có bạn rồi. Phía xa xa một đám con trai đứng hàng cuối hóng chuyện quan sát, anh Hành thật có mắt nhìn nha, Liễu Tư Gia vừa xinh vừa ngầu, dắt theo ra ngoài đẹp cả mặt. Thanh niên bên cạnh tiếp lời, học sinh mới tới cũng đặc biệt đấy, dù là học sinh cấp S nhưng khí chất không thua Liễu Tư Gia chút nào. Cô đứng cạnh Liễu Tư Gia cao hơn một chút, mái tóc đen dài mềm mại chấm eo, cô mặc đồng phục trường dưới chiếc váy xếp ly là đôi chân vừa thẳng vừa trắng. Trịnh Chiêu Hành giọng nói có chút khinh miệt, cấp S thì dễ tán, đám nhà nghèo thì chỉ cần tặng thứ gì đắt tiền tí là xong ngay, chân của học sinh mới tới đúng là vừa thẳng vừa trắng, sờ một tí chắc là hết sảy con bà bảy luôn. Bỗng nhiên có người đặt tay lên vai hắn lạnh lùng gọi Trịnh Chiêu Hành. Làm hắn giật cả mình, Ban Thịnh khẽ cúi đầu ánh mắt nhìn thẳng, tôi có việc cần tìm cậu ra chỗ khác nói đi. Hôm sau đàn em của Ban Thịnh đi qua hành lang, thì nghe thấy một nhóm nữ sinh nói, chiều qua Ban Thịnh và Trịnh Chiêu Hành đánh nhau đó, vì anh ta xúc phạm Liễu Tư Gia, bình thường Ban Thịnh không để ý đến ai, hóa ra là thích Liễu Tư Gia, đúng là trai tài gái sắc, hôm trước tớ còn thấy hai người họ đi cùng nhau ở ngoài trường cơ. Thanh niên hóng chuyện tức tốc chạy về lớp, cậu bạn thở hồng hộc chạy tới chỗ Ban Thịnh nói nhỏ, họ bảo anh đánh Trịnh Chiêu Hành vì Liễu Tư Gia có thật không? Sắc mặt Ban Thịnh có vẻ khó coi, anh lạnh lùng nhìn cậu, không nói gì chỉ tiện tay vặn nắp chai nước. Thằng bạn thấy vậy lập tức xua tay, tớ không hỏi nữa. Thằng bạn đưa mắt nhìn lập tức kinh ngạc, vật lý 98 điểm, cậu làm bài thi thử mà chỉ mất có 2 điểm thôi á. Cô lập tức ngẩng đầu nghiêm túc lắng nghe hai người họ nói chuyện, bạn thân hỏi cậu có bí quyết gì dạy tớ với. Anh ném một bình sữa cho bạn thân nói uống nhiều sữa vào, bạn thân cạn lời, vãi cái người này sao có thể dùng giọng nghiêm túc nói mấy câu xà lơ như vậy, cậu đừng có trả lời tớ hời hợt qua loa như vậy chứ. Cô khẽ bật cười không nghe họ nói chuyện nữa, quay lại tập trung làm bài thi thử. Đề thi của trường này khó hơn mình tưởng tượng một chút, Ban Thịnh có thể thi được điểm cao vậy, chứng tỏ cậu ấy rất thông minh, mình cũng phải chăm chỉ học hành hơn mới được. Ban Thịnh đổ nước vào một cái cốc nhỏ, bạn thân trố mắt nhìn thắc mắc hỏi, cậu từ lúc nào thích chanh muối vậy, thứ này không phải rất mặn sao, từ trước tới giờ cậu không thích mặn mà. Ban Thịnh nhếch môi cười, dạo này bắt đầu thích rồi, nói rồi anh cầm cốc nước lên uống hết. Cô đang vẽ sơ đồ phân tích lực ma sát, nghe anh nói vậy tự nhiên trượt tay. Giữa giờ cô và Liễu Tư Gia ở lan can hóng gió, cô bạn bỗng chú ý tới chiếc bảng tên trên ngực cô, chợt nhớ ra gì đó, hạ hạ cậu tìm thấy bảng tên ở đâu vậy? Cô ấn chiếc bảng tên trên ngực, không phải tớ tìm thấy mà là Ban Thịnh bán cho tớ cái mới đấy, cũng không biết làm kiểu nào mà nhanh vậy. Sắc mặt Liễu Tư Gia có vẻ phức tạp nhưng lại nhanh chóng lấy bình tĩnh, nếu là cậu ấy thì cũng không lạ, Ban Thịnh thông minh biết cách kiếm tiền từ nhỏ, mẫu đồng phục trường học cũng có một phần công thiết kế của cậu ấy, nhắc tới Ban Thịnh Liễu Tư Gia lộ rõ vẻ tự hào vô cùng sùng bái. Nhưng nhà cậu ấy giàu như thế, làm mấy thứ này chắc không đòi tiền. Cô thấy thế bèn trêu, thật không nhìn ra cậu càng nói lại càng mê cậu ta nha, nghe nói hôm qua cậu ta vì cậu. Liễu Tư Gia lập tức bịt miệng cô bất giác hơi đỏ mặt, đừng nói bừa. Liễu Tư Gia yên lặng mấy giây mới lên tiếng, thật ra mình thích Ban Thịnh rất lâu rồi, Ban Thịnh không giống những nam sinh khác. Cậu ấy thích vật lý thiên văn, từng một mình đến đài thiên văn Tây Bắc, ngắm sao ở đó 2 tháng để tìm một vì sao. Cậu ấy còn thích bơi lội, từng đi rất nhiều nơi, biết rất nhiều vùng biển. Còn tớ đến vị trí các vì sao nhìn còn chẳng hiểu, xuống nước thì sặc, kiến thức cùng với suy nghĩ của cậu ấy tớ mãi mãi không thể với tới. Cô nắm tay Liễu Tư Gia nhẹ giọng nói, tớ không giỏi an ủi người khác, cậu đừng quá miễn cưỡng. Cô bạn nắm tay cô ánh mắt đầy chờ mong và khao khát, hạ hạ cậu có thể giúp tớ theo đuổi cậu ấy không? 2 ngày sau cô và Phương Mạt đến máy lọc nước lấy nước. Họ đang định đi thì gặp phải 2 nữ sinh chơi thân với Lý Nhiên bước đến nói, cuối tuần này là sinh nhật Lý Nhiên, nhà cậu ấy tổ chức tiệc cậu có thể đến. Cô giọng ôn hòa từ chối thẳng, ngại quá cuối tuần tớ có việc rồi. Nữ sinh nghe vậy tỏ vẻ không vui quay lưng bỏ đi, tôi không cần biết nói chung tôi chỉ đến thông báo thôi. Phương Mạt giọng rất hoan hỉ nhưng pha chút lo lắng, trước kia họ không thèm mời học sinh cấp S, cậu đi thì tốt hơn, hơn nữa gây sự với Lý Nhiên mãi cũng không hay, sau cô ta còn có cả hội học sinh nữa. Cô mỉm cười đáp, nhà tớ mở cửa hàng bán hoa quả, cuối tuần đều phải đến quán phụ giúp gia đình. Cô chợt nhớ ra gì đó hỏi, vậy là dùng nơ để chia học sinh thành các cấp bậc, cũng là ý của Ban Thịnh hả? Không ai ý kiến sao?
Phương Mạt gãi đầu, chuyện này tớ không biết, nghe nói có học sinh cấp F phản đối, nhưng bị học sinh cấp A vật lại, nói đây là truyền thống của trường. Vào giờ học hai người họ nhanh chóng về lớp, Liễu Tư Gia quay lại nhìn cô ra hiệu bảo cô xem điện thoại. Cô lén rút điện thoại ra cúi xuống gầm bàn nhìn, Lý Nhiên mời cậu đi dự tiệc rồi hả, cô ta cũng mời tớ, tớ đoán là có người gây sức ép với cô ta, nhưng tớ đồng ý rồi, anh trai Lý Nhiên là bạn thân của Ban Thịnh, cho nên Ban Thịnh cũng sẽ đến. Cô nhíu mày định gõ chữ từ chối, nhưng nhớ lại cô đã đồng ý giúp Liễu Tư Gia theo đuổi Ban Thịnh, cô bèn xóa chữ từ chối đi đáp lại một chữ được. Ban Thịnh đột nhiên ném một quyển vở ra sau. Cô mở ra thấy 12 tệ mình trả anh kèm một tờ giấy nhắn, trên giấy viết hai chữ cảm ơn lạnh nhạt hời hợt, sau đó còn có một hàng chữ, nhìn có vẻ viết mạnh tay dứt khoát hơn, không nhận tiền mặt, rồi một hàng chữ số Latin là nick của anh. Cô cầm tờ giấy lên xem anh vẫn ngồi rất ung dung, chiếc cổ cao và trắng cùng bờ lưng rộng đứng thẳng, ra vẻ như không có gì xảy ra. Cô lại cầm điện thoại lên nhập ký tự như trong tờ giấy, rồi ấn vào mục xem thêm, nhận ra tên nick của anh, chưa đầy 2 phút Ban Thịnh đã chấp nhận lời mời kết bạn. Buổi tối cô ngồi trên giường mở điện thoại xem 12 tệ mình gửi cho anh, rõ ràng chiều nay đã chuyển cho anh rồi, tại sao đến giờ anh vẫn chưa nhận. Nghĩ tới nghĩ lui cô quyết định để mai hỏi lại, đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung lên. Cô lại thò đầu ra cầm điện thoại nhìn xem, là tin nhắn của Liễu Tư Gia bảo cô giúp chọn một bộ đồ, để cuối tuần đi dự tiệc sinh nhật Lý Nhiên, cô giúp cô ấy chọn một bộ váy đen thắt eo. Đang nói chuyện thì điện thoại hiển thị có tin nhắn mới, mở ra xem là Ban Thịnh gửi định vị cho cô, bảo cô đừng đi lạc. Cô lập tức bỏ điện thoại xuống khui vào trong chăn. Sao Ban Thịnh biết mình sắp ra ngoài ta, hơn nữa hình như cậu ấy vẫn chưa nhận tiền, đã thế còn gửi địa điểm chuyến đi cho mình nữa. Ngày hôm sau hoàng hôn buông xuống, cô ôm một chậu sương rồng, đến trạm xe. Trên tay cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Liễu Tư Gia, tớ bị mù đường cậu có thể đón tớ không? Sau đó một chiếc xe dừng lại, thế là cô lên xe Ban Thịnh, cô cứ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cho đỡ quê. Tài xế xe nhắc nhở, đoạn này đường núi vòng vèo nhớ ngồi vững, sau đó ông ấy cua gấp một phát. Cô cố gắng giữ thăng bằng, nhưng vẫn mất khống chế nghiêng sang một bên, cô gần như ngã đổ vào người anh, cụm trán vào cằm anh, cánh tay trắng trẻo túm chặt áo anh. Khoảng cách gần như vậy khiến trái tim cô đập thình thịch, cô hơi đỏ mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí thoang thoảng hương thơm, khiến toàn thân như có luồng điện chạy qua. Tay anh bị gai xương rồng đâm vào, cô lập tức xin lỗi vội lấy băng cá nhân ra cho anh. Ban Thịnh dựa vào lưng ghế, cúi đầu xé miếng băng cá nhân. Tay còn lại giật ra dán siêu vẹo lên miệng vết thương, cô ngại ngùng hỏi. Cậu tới từ sớm rồi mà, có người đang ảnh chụp bữa tiệc trong nhóm lớp, tớ thấy cậu cũng ở đó. Anh ngây người thờ ơ đáp, tớ ra ngoài mua đồ giúp anh trai Lý Nhiên, nhân tiện xem có ai bị lạc không. Cô ngại ngùng ngoảnh mặt đi không biết nói gì. Tại biệt thự Ban Thịnh vội vàng đi giao đồ, chú Trần lưng chú đang đau để cháu bê cái thùng này cho. Chú Trần toát mồ hôi, không sao đâu thiếu gia, tôi đi mấy lượt là được. Lúc này cô cũng chạy tới nói để cháu giúp chú. Chú Trần lắc đầu, không cần đâu chú bê được mà. Anh ngăn cô lại rồi đưa cho cô một chùm bóng bay. Cậu cầm cái này là được rồi, cậu đừng động vào, nói rồi anh khiêng cái thùng đi. Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, cậu ấy cũng biết quan tâm người khác ghê. Anh liếc nhìn cây xương rồng trong tay cô hỏi, đó là quà tặng Lý Nhiên à? Cô gật đầu ừm. Cô không biết tặng quà gì, chậu cây xương rồng này cô trồng rất lâu, là một thứ có vẻ thực tế thế nên mới đem tặng, cô tưởng anh sẽ cười nhạo vì món quà rẻ tiền này. Anh tiến lại gần cướp chậu xương rồng nói, cái này đâm vào tay tớ rồi thì phải tặng cho tớ. Sau đó anh lấy một hộp quà trong xe ra đưa cho cô, thái độ rất thản nhiên nói, cầm lấy tặng Lý Nhiên đi, đây là ảnh có chữ ký ngôi sao mà cậu ta muốn. Cô mím môi, cậu muốn tặng cô ấy không cần mượn tay tớ, với lại tớ đã chăm cây xương rồng này lâu rồi. Anh đáp lời Lý Nhiên dị ứng với xương rồng. Nghe vậy cô mới hiểu ra, chỉ đáp ừ một tiếng, còn tưởng anh sẽ coi thường món quà cô tặng, mình đã hiểu nhầm cậu ấy rồi hả? Thấy cô vẫn đứng đơ người ra, anh lên tiếng nói, cậu còn ngơ ra đó làm gì, mau đi theo tớ. Cô hớt hải chạy theo sau. Hai người cùng nhau bước vào, mọi người xì xào bàn tán. Sao mấy ngày mà đã đi cùng Ban Thịnh rồi, học sinh cấp F muốn trèo cao cũng lộ rõ tâm cơ quá. Liễu Tư Gia bước tới kéo tay cô, xin lỗi vì hạ tớ vừa mới đọc tin nhắn của cậu, tớ nên đi đón cậu trước. Nói rồi cô bạn quay sang nhìn Ban Thịnh, cảm ơn cậu đã đưa cậu ấy tới. Ban Thịnh mỉm cười rồi đưa chiếc thùng cho phục vụ. Cô đưa quà tặng cho Lý Nhiên, chúc mừng sinh nhật cậu. Lý Nhiên ghét bỏ nghĩ thầm, hừ, nếu không phải vì Liễu Tư Gia ai thèm mời con nhỏ đáng ghét này. Quà học sinh cấp F chắc là thứ rẻ rách gì đó thôi. Mở quà ra xem, cô hét lên, sắc mặt thay đổi, sao cậu biết tôi thích anh ấy, ảnh chữ ký của thần tượng tôi sao cậu có được vậy? Mọi người xôn xao bàn tán, không ngờ cậu cũng biết tặng quà ghê, chắc chắn là có cửa sau hay người quen rồi. Cô nhìn về phía anh định lên tiếng, Lý Nhiên thay đổi thái độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, đẩy cô, nào chúng ta mau vào trong ăn gì đó đi. Ban Thịnh cũng bị người khác kéo vào. Anh mỉm cười nhìn cô bỏ một viên kẹo vào miệng. Đối phó với người trong giới này, trừ cảnh giác đề phòng thì còn có một cách khác. Thanh niên tóc vàng huýt sáo hỏi anh, cô em tóc dài kia được đấy, ai vậy? Ánh mắt mọi người lập tức thuận theo hướng nhìn của anh.
Cô gái mà họ đang bàn tán không ai khác chính là cô. Cô mặc chiếc áo sơ mi cộc đơn giản, vì cô khá gầy nên chiếc quần bò màu xanh có vẻ hơi rộng. Cô đang ngồi chơi xếp hình. Thanh niên tóc vàng cười xấu xa, ngồi một mình cô đơn ghê, gọi cô ấy lại chơi không? Sắc mặt anh tối sầm, giọng lạnh lùng cảnh cáo, muốn ăn đòn à, làm họ xịt keo. Đám người đơ ngang vài giây sau đó cười trừ, đã là người của Ban Thịnh thì chúng tôi không hỏi nữa. Liễu Tư Gia đứng sau nghe thấy họ nói chuyện, trong lòng như có gì đó đè nặng. Cô bạn không có tâm trạng nói chuyện mà bỏ chạy xuống nhà, tại sao Ban Thịnh lại để ý Lâm Vi Hạ như thế? Liễu Tư Gia ngồi xuống đưa nước cho cô, tớ định bắt đầu từ sáng mai mình sẽ mang sữa cho Ban Thịnh. Cô nhắc nhở cậu ta thích uống sữa hiệu Thần Quang. Liễu Tư Gia nghe xong chất lặng, lập tức hỏi, sao cậu biết? Cô uống ngụm nước trả lời, ngày nào Ban Thịnh cũng có thói quen uống sữa, cả trường ai chẳng biết, hơn nữa tớ ngồi ngay sau cậu ta mà. Liễu Tư Gia thở phào nhẹ nhõm, nghĩ cũng phải, nhưng mong là mình nghĩ nhiều. Bỗng họ nghe thấy tiếng xôn xao, ngẩng đầu lên nhìn trên tầng 2, mấy nam sinh đang vây quanh một nữ sinh yếu đuối, nhìn cô gái có vẻ sợ hãi. Trịnh Chiêu Hành thò tay ra cười cười, trốn cái gì, để các anh đây ăn thử miếng bánh. Ánh mắt hắn ta đầy uy hiếp. Cô gái yếu đuối cúi đầu e rè không dám lên tiếng. Đột nhiên nam sinh đứng sau đạp mạnh một phát, anh Chiêu nói với cô đấy, sao cô không nói gì hả? Cô gái ngã sõng xoài. Trịnh Chiêu Hành nghiêng người né cười hả hê, ây ra cẩn thận chứ suýt nữa thì va phải tôi rồi đó. Thấy cô gái ngã sấp mặt, đám con trai cười to tiếng, cô ta thật đáng thương, đứng cũng không vững nữa. Cô thấy thế vội vàng chạy tới, cô muốn xông lên nhưng bị Ban Thịnh kéo lại, để ngăn cô làm bừa anh ấn người cô để cô không đi lung tung. Cô không hiểu cố gắng vùng vẫy, cậu không thấy cô ấy bị người ta bắt nạt à? Ban Thịnh cảnh cáo cô, giờ cậu mà ra đó thì chỉ chọc tức họ, hắn không nghe đâu. Thế thì sao? Cô muốn thoát khỏi anh nhưng lại bị anh giữ chặt. Anh tháo băng cá nhân trên ngón tay ra để hở miệng vết thương, gai xương rồng đâm vào rồi, tớ không rút ra được. Cô thấy anh gây sự vô lý, cạn lời hết nói nổi. Ánh mắt anh tối lại nhấn mạnh lần nữa, giờ cậu phải giúp tớ thì tớ mới thả cậu đi. Cô nhìn ngón tay anh bị cô làm bị thương, nên cô phải chịu trách nhiệm. Cô đành chấp nhận, nhanh chóng rút gai xương rồng ra để có thể đi cứu người, hy vọng cậu nói được làm được. Anh cất cao giọng lạnh lùng nói, cậu càng giúp cô ấy họ sẽ càng chơi ác hơn, cậu không nhúng tay vào thì cũng có người sẽ xử lý. Cô ngước mắt nhìn anh từng câu từng chữ rành rọt, nhìn cậu ấy bị người khác bắt nạt, có khác gì những kẻ đã bắt nạt cậu ấy đâu. Trên hành lang bỗng có tiếng quát của Lý Nhiên, Trịnh Chiêu Hành, quả nhiên các cậu ở đây, tôi gọi bạn cùng bàn tới giúp mà các cậu dám bắt nạt cô ấy. Cô thở phào, có Lý Nhiên nữ sinh kia chắc an toàn rồi. Nhưng cô ta lại tới đúng lúc này là trùng hợp sao? Cô định bỏ đi thì anh lại kéo tay cô, chuyện đã giải quyết xong rồi, giờ tập trung chút đi. Cô hít thở nặng nề, gương mặt nhỏ hơi phiếm hồng, tớ đã rút gai ra rồi. Cô nhìn ngón tay bị thương của anh khẽ nhắc nhở, còn chưa dán băng cá nhân. Cô một tiếng dán băng cá nhân cho anh rồi quay người bỏ đi. Anh bỗng lên tiếng, cậu nói đúng, mình và đám người đó thật ra cũng không khác nhau. Cô lặng người đứng khựng lại. Anh nở nụ cười nhìn vết thương của mình được cô băng bó, nói, thế nên cậu phải quen dần, bất cứ lúc nào tớ cũng có thể tới tìm cậu đấy. Cô nghe vậy tức giận đùng đùng bỏ đi. Lý Nhiên đẩy hai nam sinh đi cười đùa, ai đùa như các cậu chứ, đi đi. Trịnh Chiêu Hành nhếch miệng cười, em gái lần này coi như cô may, lần sau anh đây sẽ chơi kích thích hơn đấy. Cô gái đau lòng nhặt bánh quy rơi trên mặt đất, tay gạt nước mắt khóc rất thê lương. Cô chìa tay về phía cô ấy an ủi, đừng sợ, họ đi cả rồi, tớ đưa cậu rời khỏi đây nhé. Cô đỡ nữ sinh bị bắt nạt ra ngoài. Lý Nhiên vội vàng chạy ra, Lâm Vi Hạ bạn cùng bàn, hai người đợi đã. Lý Nhiên thở hồng hộc nói, xin lỗi, tôi không ngờ đám con trai đó lại quá đáng như thế. Tôi đã mời các cậu tới chơi nên tôi cũng phải chịu trách nhiệm về việc đã xảy ra. Đây là quà bồi thường, các cậu cầm đi. Cô nhận quà đáp một tiếng cảm ơn. Trời tối đi đường không an toàn, Lý Nhiên bảo tài xế đưa họ về. Trước mặt là một con ngõ hẹp, chiếc xe đành dừng bên ngoài. Cô đưa đồ cho cô gái dặn dò, trong đó có thuốc trị thương Lý Nhiên đưa cho. Bàn tay và đầu gối cậu đều bị chảy xước, về nhớ bôi vào nha. Cô định tiễn cô gái về nhưng bị cô gái yếu đuối từ chối. Cô chỉ đành nhìn theo cô gái khập khiễng đi vào con ngõ nhỏ. Cậu ấy tại sao lại tránh mình thế? Lẽ nào vì mình là học sinh cấp F sao? Học sinh cấp A cấp F nói cho cùng cũng chỉ là cái cớ để một số người đi bắt nạt người khác. Nếu mình đã đến trường thâm cao tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Nửa đêm cô nằm mơ thấy chuyện hồi trước. Một đám học sinh chế nhạo cô, mang cái gì vậy? Tò mò ghê, đồ tàn tật, mày bị điếc à? Sao bọn tao nói mà mày không nghe thấy gì hết vậy? Cô ngồi sụp trên nền đất, khóc rất thương tâm, cầu xin họ đừng nói nữa. Lúc này có một nam sinh đứng ra bảo vệ cô, tôi không cho phép các người bắt nạt cô ấy. Cuối cùng nam sinh đó cũng bị cả đám tẩn cho một trận, cậu bạn vẫn liều mạng gào lên, Vi Hạ chạy đi. Cô bừng tỉnh mở mắt thở dài, sao mình toàn mơ thấy chuyện hồi xưa thế nhỉ? Sáng hôm sau cô mặc đồng phục, đeo máy trợ thính lên, chỉnh lại tóc để có thể che tai đi. Bác gái bước tới, Hạ Hạ, dạo này cháu bị nhiệt đúng không? Bác có trà mắt này cháu mang đến trường đi. Cô ấp úng không muốn mang tới trường, bác tức giận, không được bị nhiệt thì phải uống trà mắt mới hết chứ, đây là cách nhanh nhất đấy.
Tại trường Liễu Tư Dạ uống một ngụm là chạy ngay vì vị đắng quá. Cô ngại ngùng nói, hóa ra cậu cũng không uống quen, về mình bảo bác pha lại. Liễu Tư Gia đột nhiên hỏi, cậu đã tính xem vào câu lạc bộ nào chưa, chi bằng vào câu lạc bộ bóng rổ với mình đi. Liễu Tư Gia cúi người, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh, Ban Thịnh cũng ở câu lạc bộ bóng rổ, cậu đã đồng ý sẽ giúp mình mà. Khóe miệng cô giật giật nhưng không nói gì. Ánh mắt cô không rời tờ rơi của câu lạc bộ đánh đàn. Liễu Tư Gia vui vẻ nói, cứ ở trong lớp học mãi cũng chán phải ra ngoài vận động, được rồi cứ quyết định thế nhé. Liễu Tư Gia đặt một hộp sữa lên bàn Ban Thịnh, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Cô do dự nhìn tờ rơi của câu lạc bộ đàn, cuối cùng cô nhét vào ngăn bàn. Lát sau Ban Thịnh tới lớp, bạn thân tinh mắt của sao trên bàn cậu lại có hộp sữa vậy, lại còn là sữa thần quang cậu thích chứ, ai mà hiểu cậu thế, chắc chắn là cô em nào tặng rồi, thích thế tớ cũng muốn. Ban Thịnh cúi đầu nhìn cô đang làm đề. Cô cũng nghe thấy hết cuộc đối thoại của họ. Anh thắc mắc từ sau bữa tiệc kia, cả tuần trời hai người không nói với nhau câu nào. Ban Thịnh bình thản nói, cậu thích thì cho cậu, bạn thân từ chối, tớ sợ cô em tặng sữa sẽ diệt tớ mất. Cô nhìn họ thầm nghĩ, lần trước cô nói anh thế, chắc anh giận rồi, nhưng anh rất bận rộn có lẽ đã quên lâu rồi, nhưng tới câu lạc bộ bóng rổ thì kiểu gì cũng gặp nhau, làm sao đây? Hai người họ tới câu lạc bộ bóng rổ mà chẳng thấy cái bóng Ban Thịnh đâu. Liễu Tư Gia hỏi, cậu có biết sao Ban Thịnh không đến câu lạc bộ không? Ninh Triều ôm bóng nhảy lên úp rổ, bóng chui qua lưới rất chuẩn, rơi xuống đất phát ra tiếng rầm. Cậu ta lấy áo lau mồ hôi trả lời, cậu ấy nghe nói cậu tới nên không muốn đến nữa đấy. Liễu Tư Gia tức giận mắng, cái thằng đần nhà cậu ăn nói kiểu gì đấy. Nam sinh đứng cạnh vỗ vai Ninh Triều, được rồi anh Triều, anh đừng trêu cô ấy nữa. Rồi quay sang giải thích, Ban Thịnh rất ít khi tới câu lạc bộ, cả học kỳ cũng chẳng được mấy lần tham gia hoạt động tập thể. Liễu Tư Gia gục đầu buồn bã, định vào câu lạc bộ bóng rổ để có cơ hội tiếp cận anh, mà còn thẳng thấy cái bóng người ta. Đột nhiên Liễu Tư Gia nhanh trí nghĩ ra một cách, cô bạn bèn khoác tay cô cười cười, cậu giúp mình gửi thư tình cho Ban Thịnh đi được không? Cô do dự ngẩng đầu nhìn, tớ không thân với cậu ấy. Liễu Tư Gia kéo tay cô, dù cậu không thân với Ban Thịnh, nhưng các cậu ngồi rất gần nhau, lúc phát bài tập cậu lén đưa là được. Cô nhướng mày, thế sao cậu không tự đưa cho cậu ấy? Liễu Tư Gia không có lòng tin với bản thân cúi đầu đáp, tớ sợ bị từ chối, cậu không thích ai thật tốt, không phải lo được lo mất như tớ. Liễu Tư Gia kéo tay cô vừa cười vừa nói, đợi thời cơ tới mình sẽ tỏ tình, tới lúc đó sẽ nói, ngày nào cậu ấy cũng uống sữa mình tặng. Liễu Tư Gia đưa cho cô một lá thư, tớ viết xong rồi, với lại trừ cậu ra, tớ không muốn người khác biết, xin cậu đấy, cuối tuần tớ mời cậu đi ăn kem. Cô thở dài, chỉ đành thử một phen. Buổi chiều cô thấy trong lớp không có ai, định đặt lá thư lên bàn Ban Thịnh, cơn gió thổi qua cửa sổ sách vở trên bàn bay tứ tung, cô vừa chìa tay ra thì gió đã thổi bay lá thư. Cô ngẩn người giật mình, lập tức đuổi theo cúi người định nhặt. Ai ngờ lại bị Ban Thịnh nhặt được, anh nhìn thấy lá thư màu hồng cũng hơi kích động hỏi dò, lá thư này gửi cho mình hả? Cô không đáp bỏ đi thẳng, anh kéo tay cô lại nghiêm túc hỏi, cậu muốn hẹn tớ à? Cô lại không đáp, anh lại tưởng cô thừa nhận, bèn mở lá thư ra đọc cười nói, chiều ngày kia tớ sẽ tới. Cậu hiểu nhầm rồi, cô cuống quýt đến mức đổ mồ hôi nhìn thẳng vào mắt anh. Đang định giải thích thì mấy người khác chạy vào lớp, gào mồm kêu nóng. Có nam sinh còn chạy qua chào Ban Thịnh một tiếng, cậu cũng ở đây à? Cô quê quá quay người bỏ đi nghĩ bụng, không sao, quá trình không quan trọng, dù sao kết quả cũng đã hẹn được cậu ấy rồi. Hôm nay có buổi hẹn tan học, cô mặc đồng phục, khoác cặp sách ra khỏi cổng trường đứng đợi xe buýt, trong lòng cô cứ cảm thấy bất an, lúc trước cô đã đồng ý với Ban Thịnh, lần này chắc sẽ làm cậu ấy giận nhỉ. Một chiếc xe buýt đi qua, cô nhìn thấy Liễu Tư Gia và Ban Thịnh đang đi cùng nhau, cử chỉ khá thân mật, anh mặc đồng phục dáng người cao gầy, nhưng vì ở ngoài cổng trường nên tháo liền mấy nút, cổ áo lộ ra xương quai xanh, đang thản nhiên đứng xem điện thoại, Liễu Tư Gia đứng cạnh không biết nói gì với anh, Ban Thịnh gật đầu, Liễu Tư Gia nở nụ cười xinh xắn. Liễu Tư Gia nhìn thấy cô trong đám đông hào hứng vẫy tay. Cô mỉm cười rồi khoác cặp sách hoảng hốt quay đi, cảm giác như mình cố tình làm sai chuyện gì đó sợ bị người ta phát hiện. Anh thấy cô bỏ đi sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Liễu Tư Gia tưởng cô không nghe thấy. Cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, là Ban Thịnh hiểu nhầm mình chỉ gửi hộ thư tình mà thôi. Điện thoại trong túi reo lên, cô mở ra xem hóa ra là Liễu Tư Gia gửi tin nhắn, hạ hạ cuối tuần này Ban Thịnh hẹn mình, nên không mời cậu đi ăn kem được, hôm khác mình bồi thường cho cậu nha. Cô tròn mắt nhìn về phía họ, thấy Ban Thịnh và Liễu Tư Gia cùng lên xe. Cô miễn cưỡng mỉm cười, coi như xong chuyện rồi, trả lời ok đi chơi vui vẻ. Buổi tối cô giúp việc ở hàng hoa quả của mẹ. Thời gian còn lại cô lướt máy tính một lát, số liệu của trang web ICS hơi ảm đạm, khu tin tức và khu bình luận vẫn chỉ là một số không tròn chỉnh, chắc là vì mới lập không bao lâu. Bỗng điện thoại phát ra tiếng rung, có tin nhắn của Phương Mạt, Vi Hạ cậu xem diễn đàn trường chưa, sắp cháy đến nơi rồi, rồi cô bạn gửi một đường link, cô ấn vào đường link đăng nhập với tư cách khách mời. Một tài khoản tên là màu đen rực rỡ sán lạn, đăng một tấm ảnh, caption là hôm nay bức ảnh chụp hồ bơi xanh biếc, nam sinh đang ngồi dưới nước dựa vào thành bể bơi đang nghỉ ngơi. Cô lướt xuống dưới phần bình luận, đây là nhà Ban Thịnh nhỉ,
Nhà mình cũng ở đoạn đó, A Tư ra cậu đến nhà Văn Thịnh rồi, giỏi thật đấy. Mình nhớ Văn Thịnh chưa từng cho ai bước vào bể bơi của anh ấy, bên nhau đi không ai có thể đẹp đôi hơn hai người các cậu đâu. Cô phóng to bức ảnh, Văn Thịnh đang dựa vào thành bể bơi, khắp người ướt sũng nhưng ngũ quan vẫn rất sắc nét, lộ ra thân hình khiến người ta ngưỡng mộ. Phương Mạc gửi tiếp một tin nhắn, Văn Thịnh đẹp trai quá, hơn nữa cuối cùng cũng lại thấy cậu ấy bơi lội, còn tưởng sau chuyện đó cậu ấy không bơi nữa. Con người ở một khoảnh khắc nào đó sẽ có trực giác mách bảo. Mí mắt cô bỗng giật một cái, cô nhớ tới nam sinh từng cứu mình cũng ở bên bể bơi. Người bắt nạt anh túm cổ áo anh là một tên họ Lương, mày thích gây sự lắm cơ mà, sao giờ lại như đàn bà vậy, sao không đánh nữa đi. Cô nghiêm túc hỏi ý cậu là chuyện gì cơ, cuối cùng Phương Mạc lại đáp, không có gì, chắc là mình nhớ nhầm đấy. Ngày hôm sau Liễu Tư Gia đã chạy đến trước mặt cô nhẹ giọng xin lỗi cậu nha, cuối tuần tớ bận rồi, để xin lỗi tớ có món quà cho cậu. Nói rồi cô bạn rút một chiếc cặp trong ngăn kéo ra, chiếc cặp này dạo này đang rất thịnh hành. Tớ thấy kiểu dáng của nó rất hợp với cậu, cô trả lại không được đắt quá, sao tớ có thể lấy được. Ây ra tớ mua cặp đôi cho bạn thân mà, hai chúng ta mỗi người một chiếc, cậu không đeo một mình tớ đeo thì đáng thương quá. Cô chớp chớp mắt cảm ơn món quà của cậu, tớ sẽ giữ cẩn thận. Cô đang tập trung làm bài, Liễu Tư Gia ngồi bên cạnh nhìn bỗng nhớ ra gì đó, lông mày nhướng lên có chút hào hứng thì thầm. Nói thật ra cuối tuần trước tớ đã tới nhà Văn Thịnh, bọn mình thân hơn một chút rồi. Cô ngẩng đầu cười, quá trình thuận lợi chứ. Xem ra mũi tên của thần Cupid đã bắn trúng các cậu rồi. Liễu Tư Gia đứng bật dậy, cậu lại cười tớ rồi. Liễu Tư Gia xòe tay ra cú lét cô rất sợ nhột không chịu được bật cười khanh khách, bị Liễu Tư Gia ép cô đành đầu hàng rồi bỏ chạy. Lúc quay người lại thì va phải lồng ngực một người. Cô định xin lỗi ngoảnh lại nhìn thấy người này chính là Văn Thịnh, cô giật mình cây bút trong tay bất cẩn quẹt trúng vào ngực anh. Cô giật mình lùi lại thu tay về rồi nói một câu xin lỗi. Liễu Tư Gia chắn trước mặt cô giải thích, Văn Thịnh vi hạ không cố ý đâu, cậu đừng trách cậu ấy. Văn Thịnh cụp mắt nhìn Liễu Tư Gia, cậu ra ngoài với tôi một lát. Vào giờ học Phương Mạc thì thầm gọi vi hạ, rồi chỉ tay ra ngoài, cậu nhìn ra hành lang kìa, Liễu Tư Gia và Văn Thịnh đang nói chuyện đấy, hai người họ như quay phim thần tượng ấy, đẹp đôi ghê. Cô ngước mắt nhìn ra ngoài, hai người cùng nhau đứng ngoài hành lang khá thân mật, không biết Văn Thịnh nói gì Liễu Tư Gia cười vui như thế, nhìn đẹp đôi thật. Đến lúc hết giờ hai người một trước một sau cùng vào lớp học. Trong lớp có tiếng xì xào nhìn họ bằng ánh mắt rất mờ ám, cuối cùng đôi uyên ương cũng về rồi. Các cậu nói chuyện cả tiết học giao lưu tình cảm thế nào hả? Liễu Tư Gia không giấu nổi vui mừng trên gương mặt, cậu đừng nói linh tinh. Mấy hôm nay tin đồn về hai người họ lan truyền khắp nơi, Văn Thịnh tỏ vẻ như chưa từng nói gì, anh cũng không quan tâm người khác nghĩ gì, cô rất phiền não nghĩ những chuyện này làm gì có liên quan đến mình đâu. Khâu Minh Hoa ngoảnh lại ngạc nhiên, Văn gia áo cậu làm sao thế? Ai dám to gan vẽ hình trái tim lên áo cậu vậy? Văn Thịnh nghe vậy mới liếc một cái, đúng là vết mực như hình trái tim thật. Cô nghe vậy giật thót ngón tay suýt thì ấn gãy cả bút, vừa rồi cô va vào anh bất cẩn vạch vào. Văn Thịnh ngả người ra sau cười khẩy giọng mập mờ, đại loại là một con mèo hoang vô tình nào đó. Ninh Triều vươn cánh tay dài qua, luồn qua mái tóc đen dài mềm mại che tai của cô, cậu đang nghe gì mà nhập tâm vậy, cho tớ nghe với. Ninh Triều nghe chưa nổi 3 giây phát hiện ra tai nghe chẳng có nhạc gì, bạn cùng bàn hóa ra tai nghe của cậu dùng để chặn tiếng ồn à, nhưng sao không cách âm. Cô vươn tay ra giật lại, Ninh Triều trả tai nghe cho mình. Ninh Triều thấy thế bèn bật cười thành tiếng, không có âm thanh cậu hoảng hốt cái gì. Văn Thịnh đang đọc sách, nghe thấy hai người họ chí chóe thấy rất phiền, không khỏi cau mày mím môi ồn ào quá. Tiết này là tiết thể dục, Liễu Tư Gia vừa nóng vừa mệt, thời tiết này mà phải học thể dục ngoài trời chẳng hợp lý chút nào. Cô chỉ sang bên cạnh, Tư Gia hay là cậu đợi mình một lát, mình đi mua chanh muối, cô bạn vui vẻ cười như hoa vi hạ chu đáo quá. Cô chạy sang hàng nước mua hai cốc chanh muối. Khi cô vui vẻ trở lại thì phát hiện ra Liễu Tư Gia đang đứng cùng Văn Thịnh. Hai người họ vừa cười vừa nói, Văn Thịnh sao cậu lại thích ăn kẹo ô mai thế, rất ngon hả? Anh đáp ừ, Liễu Tư Gia vui vẻ nói hay là tớ đi mua với cậu nha. Văn Thịnh nhíu mày nhìn cô rồi sảng khoái đồng ý, cô khẽ nhíu mày, tại sao cô lại cảm thấy anh đồng ý mà tâm trạng không hề vui vẻ gì vậy? Liễu Tư Gia ra hiệu với cô, ngại quá Văn Thịnh chủ động đi với tớ. Liễu Tư Gia cười sán lạn rồi chạy theo Văn Thịnh. Cô cảm thấy Văn Thịnh như đang trả thù cô, nhưng không biết là Văn Thịnh có cố ý không? Chỉ cần cô đi cùng với Liễu Tư Gia. Anh sẽ gọi Liễu Tư Gia đi để cô lại một mình, mới đầu cô chỉ thấy đây là chuyện trùng hợp. Nhiều lần như thế cô cũng có cảm giác Văn Thịnh cố tình. Lúc này Ninh Triều xuất hiện chào cô một tiếng, bạn cùng bàn một mình cậu ngây ra đó làm gì thế? Cô lắc đầu không có gì, cô phát hiện ra Ninh Triều trừ lúc mặc đồng phục ra thì sẽ mặc áo sơ mi hồng, còn không mặc trùng bao giờ, mỗi lần gặp cậu lại mặc áo hồng cậu thích à? Ninh Triều tỏ vẻ đương nhiên, thế mà cũng bị cậu phát hiện, màu hồng là màu may mắn của tớ, mặc vào sẽ linh nghiệm. Nói rồi cậu bạn thấy cô đang cầm hai cốc chanh muối, bèn cướp một cốc chanh muối trong tay cô, tớ chơi bóng rổ khát quá. Cô kiễng chân lên cướp lại cốc chanh muối trong tay Ninh Triều, nhưng anh lại đổi tay trái cầm cốc, chốc sau lại đổi thành tay phải, hai người cứ trêu đùa nhau có vẻ rất thân mật.
Ninh chiều cao hơn cô một cái đầu, tay cô không với được đến vai anh, cô tức đến mức bất lực. Ban Thịnh thấy cô và Ninh chiều cãi cọ chí chóe, cảm thấy khá bất mãn, đôi mắt có chút lạnh lẽo, cắn nát viên kẹo trong miệng rồi nuốt chửng. Tại sao cô ấy có thể nói chuyện bình thường với người khác, cùng người khác cười nói mà với mình lại cứ tránh né như thế? Liễu Tư Gia thấy anh có vẻ sai sai bèn hỏi, cậu sao thế? Anh chỉ đáp không khỏe muốn về trước. Tâm trạng thay đổi bảy thường, Liễu Tư Gia không hiểu sao anh lại giận, chỉ nói đúng một câu rồi bỏ đi, anh coi cô là gì? Cô rất xót xa cô đã bỏ lại Vi Hạ đi mua kẹo với anh, rồi anh lại bỏ đi như thế. Đã một tuần rồi cô nhìn chỗ ngồi của Liễu Tư Gia, hôm nay cô ấy cũng không đi học. Phương Mạt nói nhỏ, người ta đồn nhau Ban Thịnh cuối tuần đã bùng hẹn Liễu Tư Gia, tam sao thất bản Liễu Tư Gia bị Ban Thịnh đá rồi, Ban Thịnh có tình mới là một đàn chị hơn tuổi. Liễu Tư Gia cả tuần không đi học nên tin đồn cũng có vẻ thật chân, cô rất lo rút điện thoại ra nhắn tin, Tư Gia hôm nay cậu vẫn không đi học, cậu bị ốm à, Tư Gia cậu ổn chứ, đọc được thì trả lời mình nha, nếu cậu cần tâm sự thì mình luôn ở đây. Thấy Liễu Tư Gia mãi chưa trả lời, cô càng lo bèn gọi điện thoại mà không có ai nhấc máy, bị ngắt máy chí ít là chưa tắt nguồn. Chắc cậu ấy không gặp chuyện nguy hiểm, nhưng với tính của cậu ấy, Phan Thịnh làm thế với cậu ấy chắc cậu ấy sẽ buồn lắm. Suy nghĩ một hồi cô quyết định đi hỏi Ban Thịnh cho rõ ràng. Tại sân bóng rổ bạn học tiến lại chỗ Ban Thịnh nói, Thịnh ca không bằng tớ đây dạy cậu vài chiêu nhé. Anh lạnh lùng nhanh chóng cướp được bóng kêu ngạo nói, thôi đi chỉ với kỹ thuật kém cỏi của cậu mà đòi chỉ tôi sao. Nói rồi anh vươn người nhảy lên ném vào rổ trông vô cùng ngầu. Bạn học khen bóng tốt đấy, cô đứng phía xa xa lên tiếng Ban Thịnh tớ có chuyện muốn nói với cậu. Anh liếc nhìn cô rồi trả lời bây giờ tớ không rảnh. Thấy anh định rời đi cô cất giọng nói, tớ chỉ cần 5 phút thôi. Đám nam sinh nghe vậy chọc ghẹo, anh Thịnh cho người ta một cơ hội đi, đây là cô gái xinh nhất trong số những người đến tìm cậu đó, tụi tớ đi trước nhé, các cậu cứ từ từ nói chuyện. Lúc này trong sân chỉ còn lại hai người, anh cầm bóng lên ném quả bóng trong tay về phía cô. Ném rực quả bóng này vô rổ tớ sẽ cho cậu 5 phút. Cô liền gật đầu được nói lời phải giữ lời đó. Thấy động tác gà què của cô anh châm chọc nói, cậu tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ được bao lâu rồi, mà ngay cả dẫn bóng cũng không biết, vậy mà còn dám nhận lời, cô ánh mắt quyết tâm trả lời, nếu tớ không nhận lời bây giờ cậu sẽ có kiên nhẫn đứng nghe tớ nói chuyện sao? Cô bắt đầu ném bóng, anh tận dụng ưu thế chiều cao vượt trội của mình, chỉ giơ một cánh tay không cần dùng chút sức lực nào đã chặn lại được quả bóng. Cậu không thể thắng tớ đâu, đừng lãng phí thời gian nữa. Cô thầm nghĩ đối đầu trực diện chắc chắn không thể thắng được cậu ấy, nếu dùng động tác giả để đánh lừa có thể sẽ có cơ hội. Thế là cô đổi một cách khác giả vờ ném bóng, sau đó ném bóng sang hướng khác chính là lúc này. Nhưng đời không như là mơ, một lần nữa anh ngăn được quả bóng của cô. 20 phút sau chân cô run rẩy mồ hôi chảy đầm đìa, anh lên tiếng nói cậu còn muốn tiếp tục không? Cô thầm nghĩ chỉ cần là kỹ thuật liên quan đến bóng rổ, mình đều không thể thắng Ban Thịnh, muốn thắng chỉ có thể. Đầu lóe sáng cô không một động tác thử nhặt lấy quả bóng, sau đó lao thẳng về phía trước. Anh ngẩn người cúi đầu nhìn cô, khoảng cách gần như vậy anh ngửi mùi hương trên tóc cô, giống như mùi của loại trái cây nào đó. Cô cười tươi mở to mắt nói, hóa ra dưới mắt cậu có một nốt rồi. Anh ngẩn người ra, cô chớp lấy thời cơ, nhân cơ hội ngàn năm có một cô lướt qua người anh, dùng lực ném quả bóng vào rổ. Cả nhà yêu đoán xem chị bé có ném được vào rổ không, 3-2 một kết quả chính là cô đã ném thành công quả bóng vào rổ chuẩn không cần chỉnh.